Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của chú Anh. Đây, liệu anh em có nhớ cái em Speedtrain 900 này không ta? Đây là cái em Speedtrain 900 đã qua sử dụng mà hôm bữa mình có quay một cái video để giới thiệu cho anh em đây. Thì sau khi mình đăng video được một ngày thì em nó đã đi theo về chủ mới. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái thủ tục, không phải gọi là hướng dẫn nữa, chia sẻ cho anh em cái thủ tục đăng ký mới cho một chiếc xe đã qua sử dụng nó sẽ như thế nào. Ok, đây, cái bước đầu tiên là mình đã tìm kiếm được một chiếc xe đã qua sử dụng chính hãng đúng không anh em? Mình liên hệ với chú Anh để mình... Ok, anh lấy chiếc xe này nha em. Chị lấy chiếc xe này nha em. Rồi, bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi ra phòng công chứng. Khi mà anh em giao dịch mua bán một chiếc xe đã qua sử dụng đi thì nó sẽ có hai hình thức. Một là mình có thể ủy quyền, và hai là mình có thể làm hợp đồng mua bán. Thì trong trường hợp những cái chiếc xe đã qua sử dụng của hãng thì tụi mình sẽ làm hợp đồng mua bán nha anh em. Mua bán nha, mua bán sang tên nha. Rồi, khi mà mình đi ra phòng công chứng thì đối với lại chú Anh đi, chú Anh làm hãng thì chú Anh sẽ có một cái tờ giấy ủy quyền từ hãng để có thể có quyền mua bán công chứng chiếc xe này cho sang qua cho một người chủ mới, đúng không? Rồi, hai vợ chồng anh chị chủ mới thì sẽ cùng lên ký. Là thật ra là vợ chồng đi chung cho vui thôi, chứ anh người mua là chỉ cần một người thôi nha anh em, nhưng mà khi bán là cần hai người luôn á, bán là phải hai vợ chồng cùng ra ký luôn nha. Mua thì chỉ cần một người chồng hoặc một người vợ mua thôi, nhưng bán là phải hai vợ chồng cùng ra ký nha anh em. Ok, sau khi mình làm xong cái thủ tục mà ra phòng công chứng làm hợp đồng mua bán thì chúng ta sẽ cầm cái về đúng nguyên tắc nha anh em. Thì cái chiếc xe cũ này nè thì cái anh chủ cũ á, anh phải tự đi thu hồi biển, tự đi thu hồi cái biển số cũ. Nhưng do là thì mọi người biết rồi đó, đâu phải ai cũng có thể có nhiều thời gian để mình chạy lên trên công an để mình làm đâu, đúng không? Do là công an thì đôi khi là nó sẽ, mấy anh công an thì sẽ hơi chậm một xíu, họ cần nhiều thời gian để họ có thể xử lý cái bộ hồ sơ của mình. Và không phải là người anh em khách hoặc là người anh em nhân dân nào mà mình cũng có thể... Ê, trời ơi, con chó này vui quá nè. Nó được đi chở đi chơi, nó đúng vui luôn. Không phải cái người khách nào cũng có thể ngồi chờ cái chuyện xử lý và cũng có thể là tự đi thu hồi biển được, đúng không? Tại vì do là bây giờ cái luật nó thay đổi rất là nhiều rồi. Thì chúng ta sẽ có cái phần dịch vụ. Thì mình sẽ có cái người dịch vụ là... Thay vì là anh em phải tự đi thu hồi cái biển cũ đi, đúng không? Thì mình sẽ nhờ dịch vụ làm cái chuyện đó luôn. Mình chỉ ở nhà và đợi thôi. Thì do là luật mới nó mới thay đổi cho nên là nó sẽ có rất là nhiều những cái bất cập liên quan tới biển số. Ví dụ như chiếc xe đã qua sử dụng này thì biển của anh em đang là biển A3 hay là đã là biển AA rồi. Đó, thì nó sẽ có rất là nhiều nhiều cái liên quan. Ví dụ như là biển A3 đi, thì khi thu hồi cái biển đó, ví dụ như mà mình nói nha, chiếc đã qua sử dụng này đi, 59A3 01234, đúng không? Là do cái thời điểm mà anh chủ xe, anh Phương bấm biển chiếc này đi, là nó chưa có đổi cái luật là về quận. Nói chung là tùm lum hết á. Thì mình nói tóm tắt lại á, là cái biển này hiện tại đang là A3, đúng không? Thì cầm cái biển A3 đó đi về cái chỗ gốc đầu tiên đăng ký ở đâu? Đăng ký ở 282 thì về 282 rút, đăng ký ở tỉnh thì về tỉnh rút, mà đăng ký ở quận thì về quận rút. Đó, xong đăng ký thu hồi thì nó sẽ có hai trường hợp. Một á, là anh em có thể đăng ký thu hồi trong khoảng một tuần thì là dịch vụ làm nhanh thì sẽ một tuần có. Còn nếu như mà muốn làm thông thả túc tắc, nói chung là không có gấp gì á, kiểu như là nộp xong rồi đợi công an khi nào trả thì lấy á, thì nó sẽ tốn khoảng từ 2 cho tới 4 tuần. Đó, 2 cho tới 4 tuần xong rồi. Ví dụ như giờ mình tại sao nó lại có cái vụ A3 với cái vụ AA? Đó, nó lại là một câu chuyện nữa. Thì cái đợt, rồi tại sao lại có cái người là gốc ở 282, có người gốc ở quận? Thì anh em có nhớ cái đợt mà hồi tháng 6, 2023 không? Mới đây luôn nè.
là tháng 4 chứ, hình như mình nhớ tháng 4 là bắt đầu ngưng bấm biển ở 282, ngưng bấm biển phân khối lớn ở 282 để chuyển về quận, bấm từng quận đúng không? Thì khi mà bấm từng quận như vậy á, nó sẽ lúc đó thời điểm đó mình nhớ là phải đợi 1-2 tháng gì á, thì mấy anh em khách khứa với lại dịch vụ mới bắt đầu bấm lại được ở từng quận. Thì mà cái chuyện mà về quận bấm á, nó cũng chỉ được một thời gian rất là ngắn thôi, là nó sẽ đâu đó tới tới tháng 8 2023 hả, là bắt đầu về lại cái vụ mà 282, là chuyển lại 282 bấm lại. Thì khi mà chuyển về 282 bấm á, thì cái ngày đầu tiên, cái ngày thứ hai, cái ngày thứ ba bấm ở 282 thì nó vẫn ra biển 59A3 nha anh em. Nhưng mà sau cái ngày đó là tất cả luôn, bắt đầu là reset về mo hết luôn, là nó sẽ là cái 59AA đó. Rồi ok, nói sơ sơ cái vụ đó là vậy. Rồi hiện tại á, thì đã rút xong cái gốc đó, là khi mà anh em đi dịch vụ đi rút gốc, hoặc cả là bản thân anh em tự đi rút luôn ha, thì mình cần phải chuẩn bị những cái gì? Hai cái bản hợp đồng mua bán, một bản sao, một bản chính, và nếu được thì lấy thêm một bản chính nữa đó. Tại vì thật ra là bán xe rồi thì cũng đâu có giữ cái hợp đồng mua bán làm gì đúng không, thì mình cứ nộp thôi. Rồi cà vẹt nè, hợp đồng mua bán nè, cà vẹt nè, biển số, ba bản cà số khung và ba bản cà số máy nha anh em. Thì mình sẽ cần có tất cả những cái đó luôn. Rồi khi mà nộp đăng ký xong hết rồi đúng không, thì công an sẽ trả cho mình một cái tờ chứng nhận thu hồi. Đấy, mình sẽ cầm cái tờ chứng nhận thu hồi đó, mình đi lên công an quận. Tại vì hiện tại á, xe đã qua sử dụng nè anh em, có nghĩa là xe đã từng đăng ký rồi á, thì mình sẽ không đi về 282 đăng ký nữa nha. Mà địa chỉ hộ khẩu của cái người đứng tên nó nằm ở đâu, thì chúng ta sẽ bấm cái biển xe đã qua sử dụng này, bấm cái biển mới cho cái chiếc xe này ở đó. Ví dụ đi, hôm nay là mình sẽ anh Tiền là mua lại chiếc anh Tiền là đã lấy chiếc Speed Twin 900 này đúng không? Thì anh Tiền thì ở quận 5 nhưng mà hộ khẩu của ảnh thì ở quận 8, cho nên khi mà mình đăng ký mới cho một chiếc xe, kể cả là xe đã qua sử dụng hay là xe mới, thì chúng ta đều sẽ đăng ký tại cái hộ khẩu đúng không? Ok, nếu mà đăng ký tại hộ khẩu hay là đăng ký tại quận 8. Đăng ký tại quận 8 thì bây giờ nè, tụi mình sẽ đưa cái xe này lên quận 8, lên công an quận 8 để bắt đầu thủ tục là kiểm tra xét xe. Xe cũ thì tùy quận thôi, nhưng mà theo mình thì xe cũ rất là khó để mà anh em bấm vắng xe vắng chủ được nha. Do là phải xét xe cũ là phải xét nha anh em. Vắng chủ thì có thể là vắng được á, nhưng mà tùy quận. Nhưng mà thường là khó. Đó, vắng chủ nhưng mà phải có xe. Thì xe á, nếu như mà một chiếc xe cũ mà anh em độ nhiều quá thì thôi, tốt nhất là anh em hãy cất nó đi. Còn xét xe mà độ tùm lum tùm la là lên là bị đục két đó nha anh em. Đấy. Rồi. Ok. Thì mình sẽ chốt lại cái quy trình này ở dưới phần comment. Thì nếu như mà anh em có bất cứ thắc mắc gì về quy trình mua bán xe mới, xe cũ, xe đã qua sử dụng, cũng như là các dòng thắc mắc về các dòng xe của Triumph, thì anh em hãy cứ đừng ngần ngại gọi ngay cho chú Anh qua cái số điện thoại chú Anh để trên góc phải màn hình nha anh em. Đó. Bây giờ là gần tới giờ hẹn rồi. Mấy giờ rồi nhờ? 7 giờ rưỡi. Ú, vẫn còn sớm. 7 giờ 36 phút ngày 10 tháng 11. 10 tháng 1. Ok, những ngày đầu năm. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video. Có thể video này nó hơi dài là do mình sáng nay mình mới nghĩ tới cái việc này thôi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng là giải đáp và hỗ trợ. Khi mà anh em có bất cứ câu hỏi nào thì anh em cứ việc gọi điện cho mình nha. Ok, thì trước mặt anh em cái này nè, là công an quận 8 nha anh em. Thì ở trong đồn công an thì tụi mình cũng hạn chế cái việc quay chụp á, cho nên là hiện tại thì sau bây giờ mấy giờ ta, sau khi đợi một tiếng, làm thủ tục một tiếng, xét xe các kiểu, rồi thì mình đã làm xong.
Bây giờ thì tụi mình sẽ cho xe lên trên cái xe thớt đây, chuẩn bị xét xe xong rồi, bây giờ đợi bấm biển thôi, nộp hồ sơ vô lại rồi. Rồi giờ cho tranh thủ cho xe lên trước, rồi bấm cái biển xong thì mình sẽ cầm cái biển đó về showroom quận 2 để gắn lên cho khách, gắn phụ kiện này nọ xong hết luôn thì mới gắn xe lên, xe gắn biển lên đó. Về cơ bản thì xe không biển anh em không có được chạy ra ngoài đường nha. Ok, còn một biển số quá đẹp luôn, 45588 nha anh em, tuyệt vời.